Chồng ơi, lại hết tiền rồi. Lại hết nữa? Em làm gì mà tiêu xài hoang phí thế? Hoang phí? Không có nha. Em chỉ tiêu xài đúng thôi. Chứ tôi đúng chả bao giờ có kiểu đấy đâu. Được thôi. Nếu vậy thì anh ở nhà đi. Em đi làm. Em đưa tiền cho anh gấp đôi luôn. Xem anh xử lý như thế nào. Ờ, có vậy đi. Ừ. Nào mời em ăn đi. Đồ ăn ngon nhỉ. Ba, cái này bao nhiêu tiền? Xem được mấy ngày. Ăn. Cái gì đấy? Hóa đơn điện nước. Dạ, anh Văn này. À, anh ơi, hay là thôi, à, thực sự là bây giờ em hết tiền rồi. Anh cho em xin phép gửi hàng, cho em chịu phí ship cho anh. Hả? Ok, ok. Cố gắng giúp em, cố gắng giúp em. À, phí ship bao nhiêu anh nhỉ? 20, 20. Hết tiền rồi đúng không? Bao nhiêu tiền tôi cũng không đủ chứ gì. Rồi, em xin lỗi vợ. Từ nay anh có bao nhiêu tiền anh đưa hết cho vợ. Ủa, vậy là anh còn quỷ đen rồi đúng không? Còn lại anh đưa hết. Đưa hết, đưa hết.